Mình tên là Thu Trang, đại diện cho kênh Giải Đáp Nhà Vườn. Các bạn đã từng nghe đến tên của kênh Chú Chính hay chưa? À, tớ xin giới thiệu với các bạn, đây chính là kênh Chú Chính. Như các bạn có thể thấy, hình dáng của kênh Chú Chính thì không có sự khác biệt nhiều so với kênh bản thân mà chúng ta đã từng tìm hiểu ở video trước đó đúng không? Tuy nhiên, cái kênh Chú Chính này thì có rất nhiều ý nghĩa. Chú Chính có nghĩa là mang lại tài lộc, sự bình an, gặp nhiều may mắn và cuộc sống sung túc. Vậy hôm nay Giải Đáp Nhà Vườn sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về kênh Chú Chính. Thông tin về cây phú quý. Cây phú quý còn có tên gọi khác là hoa chuông, hoa tử la lan, hoa tình yêu. Phú quý có tên khoa học là Aglaonema hybrid, thuộc họ ráy, nguồn gốc xuất xứ ở Indonesia. Cây phú quý thuộc loại cây thân cỏ, thường tập trung mọc thành khóm, chiều cao trung bình của cây là từ 20-30 cm. Lá cây phú quý có hình oval hoặc thuôn dài, hoa trên cây khá ít, nhưng đặc biệt có nhiều lá mang nhiều màu sắc khác nhau. Đặc trưng là lá mang màu xanh pha đỏ với viền lá nhẵn, gân nổi rõ ở mặt sau lá. Cây phú quý có những tác dụng gì? Cây phú quý cũng được gọi là một trong những loài cây giúp thanh lọc bầu không khí, giúp môi trường trở nên trong lành hơn, từ đó giúp cho cuộc sống trở nên thoải mái, tốt đẹp hơn. Cây phú quý tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, cho chuyện tình cảm. Nó mang đến vận khí tốt, sự giàu sang phú quý, giúp cuộc sống trở nên sung túc, gặp nhiều may mắn. Với lá cây màu đỏ rất đẹp, cây phú quý thường được trồng làm cảnh trong nhà, trang trí trên bàn làm việc, cảnh quan sân vườn và lan can. Cách chăm sóc cây phú quý. Cây phú quý ưa bóng râm nên có thể sống trong môi trường ít ánh sáng. Tuy nhiên để cây lên lá có màu đẹp, thì nên để cây ở nơi có ánh sáng buổi sớm hoặc chiều muộn, tránh ánh nắng buổi trưa mùa hè có nhiệt độ cao bởi sẽ dễ dàng làm cháy lá. Cây phú quý có thể trồng thủy sinh, nếu trồng trong đất thì bạn chỉ nên duy trì cho cây có độ ẩm đều. Đất trồng cây phú quý cần chọn loại đất có độ thông thoáng tơi xốp, giúp rễ cây phát triển nhanh. Bạn nên bón phân từ 2 đến 3 tuần một lần để cây luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Để vườn cây cảnh nhà mình được xanh tốt quanh năm thì các bạn nhớ đón xem Giải Đáp Nhà Vườn vào 19 giờ tối hàng ngày nhé. Nếu thấy video này hay và có ý nghĩa thì các bạn cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để Giải Đáp Nhà Vườn được ngày một phát triển nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.